Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình cùng các bạn tìm hiểu về trứng run tóc nhé. Chichiris chirura. Ok, vậy là mình vừa vẽ xong trứng run tóc rồi đó các bạn. Bây giờ mình cùng các bạn tìm hiểu về một số bào quan cụ thể của trứng run tóc nhé. Về kích thước của trứng run tóc, chiều dài là từ 50 đến 55 micromet, chiều rộng này từ 22 đến 24 micromet. Về hình dạng, chúng có hình bầu dục, hơi dài, kích thước đối xứng nhé các bạn. Này, các bạn nhìn đối xứng này, hai đầu của chúng có hai nút nhầy nhé, trong suốt, giống hình quả cau nha các bạn. Về vỏ, chúng có hai lớp vỏ nhẵn nha các bạn, vỏ dày nhẵn. Về bên nhân thì chúng có nhân mịn này, chưa phân chia, phôi bào chưa phân chia nha các bạn. Khi chúng sinh ra thì chúng chưa phân chia, có chiết quang nha các bạn.
Về bệnh học của trứng run tóc thì trứng run tóc ở tại chỗ thì chúng kích thích ruột gây chảy máu, viêm ruột hoặc là hoại tử niêm mạc ruột nha các bạn. Vì chúng ký sinh ở đại tràng gây hội chứng nị, đau quặn, mót dặn, phân có máu. Về toàn thân thì chúng có chất ngoại ngoại tiết và nội tiết gây dị ứng cho cơ thể nha các bạn, gây thiếu máu, nhược sắc hoặc là gây biến chứng viêm ruột thừa nha các bạn. Ok, mình vừa khái quát qua một số báo quan cụ thể của trứng run tóc. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh Nai ủng hộ bài cho mình nhé. Mình sẽ kết thúc bài tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.